Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Ui dồi ôi, bắt đầu đông. Có đâu đó một team bay vào đây nhá, ít nhất là một team nhá. Nó cũng phải đặt bấm. Chuẩn bị lụm tiền á. Các ông lại đặt đâu à? Tôi bảo rồi, ngày hôm nay chỉ có top 1 và top 1 thôi, không có top nào ngoài trận top 1 thứ 5 này. Vô luôn này. Ok. Ui, ngoài ơi. Ờ à, bên kia có. Bên nhà 3 tầng hướng 5. Nhà 3 tầng hướng 5 nhá. Đang rồi. Nhà 3 tầng hướng 5. Watch out. Nhà 3 tầng đúng rồi. Chắc chắn nhá. 3 kho cũng có kìa. Cẩn thận nhá. Hai tầng có rồi. Bắn. Hai. Nice. Sao Phúc ở đằng sau nó không bắn nhỉ? Nó không nghe thấy Phúc à? Không biết. Nó cứ nhắm hết vào mình ấy. Khó hiểu thật. Liệt rồi. Còn này từ 3 kho qua này. Công vội quá. Từ từ là đẹp rồi. Ui cái map này đẹp thật đấy. Nó vừa đủ sáng mà nó vừa đủ gọi là contrast để. Xịn sò. Không có súng đạn xanh ta. Thôi thôi, ông có ăn bắn. Dư thì cho chứ. Bắn này. Người đấy, không phải bot đâu. Đây, nghe. Trên đầu em này. Chắc chắn. Chưa vãi ở đó à? Đấy còn có cả thính thì làm sao không có người được. Chỗ lửa yếu. Chết luôn rồi. À,
nó bị đáp gạch. Em đáp lửa nó mà. Công đáp gạch. Thấy yếu vách cả nồi ra rồi. Dưới kia như còn một team hay sao á. Đúng rồi, anh vừa rồi team kia anh cũng gạt mà. Thôi cứ lút đồ đã, tí tính tiếp. Còn team nào tí mình tính tiếp. Kia thấy có thằng hit thủy tinh thể. Thằng hit thủy tinh thể bị anh giết rồi. Ừ, thì em giết một thằng nữa. À, ok ok. Vậy cứ cẩn thận nha. Không có sở mốc để lút xem thằng này có hit thì có hit tinh thể không. Bắn không dám à? Đâu cả? Sau nhà. Cực yếu. Nên thẳng thôi. Ra đây liều mạng kia phía bên kia cơ. Cái ép nhá. Nó đâu ta? Nó ở đấy chứ ở đâu? Chỗ nào có tiếng súng chỗ đấy có nó à? Đâu hay? Rồi hỏi nó ở đâu bố ai trả lời được? Chưa thấy. Thấy anh đã bắn nó rồi. Trong khu nhà hay sao? Không, trong khu nhà sao nữa? Trong nhà anh chết rồi. Ngoài thôi. Nó mặt đấy, bọn em đẩy trái đấy, bọn em đẩy trái là trái có hai con bot. Vãi nùng. Nó mà dí là hơi mệt đấy. Chạy vào bo đấy. Nãy nó bắn theo cái sườn này. Nó chỉ ở đấy thôi. Anh đẩy nhá. Lên. Nó nằm ấy, nó đang nằm ấy. Đâu thằng nào thích múa, ra đây múa. Anh nghĩ nó chui ở trong dưới nhà rồi. Từ từ xem con bot này đuổi ai là biết này. Có đuổi ai đâu. Vãi nồi, làm gì ấy. Rồi nó nổ nhạc lên là. Đuổi mình, thôi, té em ơi. Chạy. Chạy thôi, Phúc ơi. Hết nổ nhạc rồi. Phúc chạy đường nào đấy. Sao kêu công xuống nhà. Ai, kêu là chạy chứ không phải kêu công, ok. Anh kêu công em đáng tính. Đấm thế mẹ luôn. Ơi, trước mặt Hoài, trước mặt. Đúng rồi, chạy lên đồi luôn đấy. Nó nằm rồi. Nằm trên đồi. Chạy thẳng lên luôn này. Hốt. Ok. Bọn bên hướng 165 bắn bọn này. Má hai con nó dí theo. Nước cái nồi dí lại nhặt nổi lên. Ơ kìa nó dí kìa chạy. Chưa thấy bọn nó đâu cả. Dí gì dai vậy? Nó dí dài lắm. Cẩn thận nhá, chỗ thính mà vừa rồi bọn này nó còn vươn tới nó bắn được ấy. Đi vô đi xòe này. Hết tinh thể rồi, không hít được nữa rồi. Ai còn tinh thể không? Đây, vứt ra tôi. Không giữ lại làm gì. X6 này, à thôi anh dùng luôn. Mẹ cái con bột mẹ kia. Đi. Tôi ơi.
Enemies ahead. Ông bắn rồi lộ rồi đâu nữa? Trong đây có người nhá, nhà cậu. Ok. Không móc được không? Không được, trong nhà cậu có người kìa. Đâu đấy? Enemies ahead. Ôi, bạn ơi, happy. Trốn được. Cứu, đừng làm gì đây? Thấy là nó vướng cái chân bạn đấy. Chân bạn có. Phúc ơi, bình tĩnh ơi. Rồi, nice sửa. Trời ơi, nhìn quả ngoài tự nhiên lệch ra bắn kinh vãi. Đi vào đi. Đâu, làm sao ấy rồi, tôi vào đến nơi rồi. Vào. Nó ở nhà cộng đúng không? Đấy, nghe nhà cộng có người. Bụp luôn, đang làm ý vẻ vào nhà cộng mà. Đã nhá. Từ từ. Vào. Rồi, nó chạy lên cái đồi rồi. Ê! Trước mặt có. He's ahead. Rồi, đi tiếp mọi người. Đang bắn nhau. Lên đồi. Có xe luôn này. Có xe bên trái này. Bên trái, một người móc bên trái đi. Đây. Có team lên. Clear luôn hai xe rồi. Ngon. Mà không phải hình như nó báo muộn sao ấy. Clear hai thằng đi xe rồi, em ăn kill luôn rồi. Ở dưới Hoài. Ở dưới. Bục luôn. Từ, đợi tôi. Tôi xuống đã. Nó ở ngay dưới luôn. Chết luôn. Chết luôn này. Có smoke hướng 120. Đấy. Có bom luôn kìa. Nó đang chạy ngoài, chạy vào hướng. Ôi ôi, má ơi. Đấy, có smoke này. Ôi, chết luôn. Thế còn một thằng đây không? Trước mặt không? Đâm thẳng vào xuyên thủng thôi. Sao còn đá? Bom lên nào. Ơ, chạy đâu rồi? Đây rồi. Rồi, xong luôn. Nè, nhẹ nhàng. 5 trận top 1 anh em ạ. Chúc mừng anh đã đạt 10k follow Nemo TV. Ui, cảm ơn bạn nhá. 5 trận top 1 luôn. Quá xịn sò con bò luôn. Cảm ơn tất cả anh em tặng quà cho mình ngày hôm nay nhá. Lấy thêm trận top 1 nữa cống hiến cho anh em xem livestream nào. Một team à? Để cùng mình hay như thế nào? Hai kho chỗ nào đây em? Hai kho đó. Hai kho này đúng không? Kho bên phải. Kho bên trái chứ. Phải có ai đâu. Hai. Tôi cảm ơn này. Một. Không chết. Trước mặt rồi. Mọi người ơi, clear rồi đúng không? Tầng 1 nào? Ở đâu? Rồi, ok.
đóng một thằng dưới thẳng kiểu rồi. Nó gần anh này. Từ từ, thằng này chết rồi, khỏi cần phải. Vào vào đi anh em mày, vào đi. Bọn này nó chạy xuống là nó chuẩn bị dồn ra đây ấy. Chạy vào nhà lấp lấp đi, lấp đi. Nó chạy ra đây nó chuẩn bị nó xuống này. Ở đây có băng đạn cực xịn này, ai lấy không? Đủ rồi. May bị nhìn kịp. Vào nhà đây, vào nhà đây là boss nó không đuổi đâu. Boss gì? Lên. Lên không? Lên không? Lên không? Lên. Lên. Chạy phải, chạy phải Phúc ơi. Cẩn thận hòn đá. Thằng này anh nghĩ là từ gì sọt chạy ra này. Đồng đội chạy cắt ở sao mai rồi. Không, đồng đội nó vẫn ở trong gì sọt đấy. Thấp rồi Phúc ơi, thấp rồi. Chạy ra hướng này này. Tát mông có người nãy em thấy có tin ba tát mông. Chắc rồi, làm sao thoát được. Nhưng mình đang ở rìa bo rồi, chả cần phải chạy vào đấy làm gì cả. Bắt công đúng không? Bắt cái rìa này. Bởi vì nó lút cái nhà đấy đầu tiên, tức là chỉ có thể chạy từ một hướng duy nhất, là từ gì sọt qua. Chưa đi đường khác thì nó đã lút mấy cái nhà ngang ngang rồi, đây nó lút cái nhà đấy đầu tiên. Nó lên rồi, nó lên cái chỗ mình vừa chạy xuống luôn. Hay luôn, lên. Watch out. Mark the location. Ok. Ngáo TV này. Chết luôn này. Cái nồi gì ấy? Con boss này đuổi à? Ừ. Cái nồi gì đấy? Lại thêm con boss khác à? Cứ gầm 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 ghê vãi. Trên đầu có. Hôm nay bắn sùng quá các bạn ơi. Đâu? Cho tôi với. Ô, hay. Bắt tìm lại. Anh em bắn đây, tôi vòng trái. Phải. Em có chạy được không? Smoke ra đâu. Nó chạy ra chỗ nào, ping lại đây. Smoke ra. Không thấy. Đây. Watch out. Ok. Đáp này đấy. Công không thấy. Smoke ra đây này. Không thấy địch. Nó vừa chạy qua cục đá rồi. Một con. Ok. Ủi vậy mà không đốc ai kìa. Cục đá rồi. Rồi xong. Goodbye. Rồi, ôi. Mẹ hai thằng đấy trâu thế, mỗi thằng 4 làm viên cũng chết ạ, à. Zappa. Móc kiểu đó được này, biết sao sống không? Chịu. Rồi bắn thế ai chơi nữa. Ui. Ơ. Đây, rồi. Thoát. Chổ. Bắn nó đi. Bắn này. Bắn này, đứng. Bắn nó xíu. Cẩn thận bạn ơi. Hoài, Phúc lên băm bọn nó với Hoài luôn đi. Cho bọn nó biết thế nào ở lễ độ. Đám chơi mình à. Rồi. Đồ này cũng mới. Nó đứng đâu các bạn ơi? Enemies ahead. Ok. Để trái Phúc ơi. Bắt bọn này. Lợn này.
sai lầm lớn nhất cuộc đời bạn đó là khều mình. Không thấy nó. Nó chỉ lẩn lẩn ở đấy thôi, hoặc nó đang nằm ấy. Chỗ tôi, ai làm? Ok ok ok. Qua chỗ Phúc. Phúc ơi, lùi 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 đi, vừa bắn vừa lùi đi, lùi lại chút xíu. Hay luôn. Đừng húng, đừng húng, đừng húng, chạy đây. Còn một hai nữa thôi. Lên đây Phúc ơi. Trước mặt tôi nha, nghe bái nhỏ nhỏ. Rồi, chết luôn, mày, chết luôn, mày, chết luôn. Cứ thế mà chơi thôi, vội vàng làm gì. Mày với chúng tôi này. Mày còn ốp luôn này. Ồ, có khi nào còn bốn. Ê, trước mặt, trước mặt, trước mặt, trước mặt. Hướng 300, hướng 300. Sau hòn đá nhọn. Cả thằng team 4 nha. Đây đây, góc nhọn, góc nhọn. Đây. Một nóc, một nóc, một nóc. Đâu nói chưa thấy đâu nhá. Ờ, đồng đội nó ở dưới rồi. Enemies ahead. Xuống thịt nó thôi. Cẩn thận, cẩn thận. Chắc có thể nó vẫn đang lẩn vẩn thằng ở đây. Không có rồi anh em ơi. Thế là 2-2-2-2 team ở dưới rồi. Đẩy luôn nhờ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Anh em đẩy trái đây, tôi đẩy phải cho. Ok. Thấy mình nhá mà. Chưa thấy, chưa thấy, chưa thấy. Chưa thấy thằng nào cả. Enemies ahead. Ở đấy á, ở đấy á. Ở phía sau rồi đấy. Không thấy, không thấy, không thấy. Tầm tầm đây thôi, tầm tầm đây thôi. Tìm nó nhá. Nhẹ nhàng thế nhờ. Ơi dưới có khói, dưới có khói. 170, 170. Ok 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 ok. Cái này hả? 170, 170, 170. Bắt luôn Hoài ơi. Chạy đi đâu? Chạy làm sao được chứ? Ấy tôi đến rồi. Không có ở đấy đâu. Không, nó đáp sao phải có ấy. Không có, vô lý. Sao mốc này vừa quăng mà, chứ phải sao mốc quăng lâu rồi đâu. Nó ngoài bò lại tí đi. Ui ui ui. Ui. Easy vãi nồi ạ. Còn thằng nữa. 6 cái tối 1 rồi. Hôm nay ăn ăn mặn quá anh em ạ. Hôm nay bắn cũng không có gọi là điểm dừng luôn. Bắn bay quá. Bắn như thế này thì chết em. Được chưa anh em? Được chưa? Được chưa? Bắn hôm nay quá cống hiến rồi gì nữa. 6 trận tối 1 trong một buổi tối quá nhiều. Anh em giả vờ bắn nhau đi cho thằng kia nó đến. Bắn lại đây, bắn lại đây. Rồi rồi rồi, lên 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 lên. Bắt đầu. Thằng kia à, ngương đắc lợi, ngương đắc lợi. Nào lên đây đắc lợi bạn ơi. Bắt đầu không biết nữa. Lại trốn chui trốn lủi đâu rồi đấy. Phá hết cửa ra đây bạn ơi. Đỡ cho nấp. Check hết cả viền bo ấy, nó hay ngồi viền bo lắm. Cẩn thận rắn cắn, cẩn thận rắn cắn. Rắn rồi. Không thấy rắn đâu. Rắn này yếu đuối quá. Ba thằng thợ săn đi săn, săn một con rắn. Này, bố bạn cũng không dám thỏ ra. Bo co rồi. Chỉ nằm bên phía bên chỗ Hoài thôi. Anh em có chảo không? À, đây có chảo. Đập cái bò luôn. Cái góc này hết rồi đúng không? Thế là nó ở dưới rồi. Góc này mình chưa check này.
đoạn ở dưới này mình chưa check này. Đoạn trũng trũng này. Trời ơi. 6 trận top 1 anh em ạ. Trời ơi, không thể tin được. Một buổi tối 6 trận top 1. Quá đẳng cấp. Yeah.